đang có mặt tại Bida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và đây mình có một cái chiếc review của JBL với mảng sản phẩm là KX100. Nó được thay thế sự hoạt động công ly. Và đây là một cái thiết bị được tích hợp 3 trong 1, gồm cả crossover, equalizer lẫn là mixer. Tuy nhiên cái thiết kế của nó rất là gọn gàng và năng động. Như bạn thấy mặt trước tuy có nhiều chi tiết, tuy nhiên những cái chi tiết này được chia ra những cái khu vực khác nhau, và khoảng cách bố trí của chúng rất là hợp lý, giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Như bạn thấy đầu tiên là cái nút power, cái khu vực bố trí cái nút power để tắt mở nguồn cho cái chiếc KX100 này. Cái khu vực tiếp theo là khu vực bố trí cho cái bằng input control. Các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng lớn nhỏ, điều chỉnh âm lượng của mic hay là điều chỉnh âm lượng của những cái effect đó. Ở cái khu vực echo control là nơi bạn có thể điều chỉnh những cái thông số của echo, chẳng hạn như độ delay, repeat hay là cái âm lượng của echo. Ở cái phần trung tâm là nơi bố trí cái ống mic để nhận điều khiển sự hoạt động của remote. Ở cái khu vực RAM này là nơi bố trí cái màn hình LED cũng như là những cái nút và menu để tùy chỉnh những cái thông số hoạt động cho cái chiếc JBL KX100 này trong lúc hoạt động. Và cái khu vực cuối cùng là nơi bố trí 3 cái cổng micro ở đây. Đó. Rồi, ở mặt sau của cái chiếc JBL KX100 này là nơi bố trí những cái cổng kết nối, chẳng hạn như những cổng kết nối với micro. Ở đây chúng ta có 2 cổng kết nối với micro, 2 cổng chân tròn, là những cổng audio, những cổng video hay là những cổng kết nối với loa, hệ thống loa. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cổng mở rộng của remote, cổng USB, và cuối cùng đó là cái cổng power, là cái cổng để cắm dây nguồn vào cấp nguồn cho cái chiếc JBL KX100 này hoạt động. Thì đây là cái chiếc rì có mức giá khá là vừa phải, tuy nhiên nó hỗ trợ gần như là khá đầy đủ những cổng kết nối trong dàn karaoke chuyên nghiệp. Với những cái đặc tính nổi bật của nó thì cái chiếc JBL KX100 này được rất là nhiều những ca sĩ sử dụng trong cái hệ thống âm thanh, trong các chuyến lưu diễn của họ. Đó. Để biết thêm chi tiết về cái chiếc JBL KX100 này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua số hotline 0902 799 186, và có thể đến trực tiếp Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để được nhận được sự giải thích cũng như là tư vấn trực tiếp từ các nhân viên của Vida, và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Về những cái video clip trải nghiệm sử dụng cái chiếc JBL KX100 này, mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn, đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.